Rồi, rất vui khi gặp lại anh em trên cái kênh sửa xe Hồng Quang của mình. Thì hôm nay là ngày thứ bảy rồi, là được nửa chặng đường mà ở nhà để phòng dịch Covid rồi. Rồi, ở hẻm 128 à. Thì hôm qua là cũng có anh Phạm Lưng là cũng nhận được những cái món quà này anh gửi vô hẻm 136 là hẻm sát bên đó, tại hẻm đó là ở ngoài nó có bên đây là cái trạm biến điện, ở bên đây là cái trường mẫu giáo, văn phòng phường đó thì ít nhà ở ngoài cho nên là người ta không biết để cứu trợ, thì cũng anh Phạm Lân cũng cho một số quà, thì nói chung là cái đó là cũng ấm lòng tình làng nghĩa xóm. Thì hôm nay á mình sẽ nói với anh em là một đôi điều, thì có mấy người mà lên là bây giờ mình nói về những xe cúp hồi xưa đi ha, cúp Charlie rồi nè, cúp Charlie rồi đó. Thì anh em á, anh em mà sau này mà anh em làm lồng rồi đó thì xe nó lâu đời quá rồi, Charlie những xe cúp chính dít lửa nè, 67 rồi nè anh em, lâu đời quá đó thì nó sẽ xảy ra là anh em làm đầu lồng rồi là nói chung là làm dàn hơi lại, làm mái làm dàn hơi lại nó hay bị dính nồng lắm, có nghĩa là xước bê tông dính nồng. Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em coi cái hình ảnh thực tế, xong rồi là mình sẽ phân tích rồi mình làm như thế nào ha. Thì cái câu hỏi của mình là mình có thể nào là bên mình lên cái bơm nhớt á, là cho cái bơm nhớt mà đời cao hơn cho cái dòng mà xe cúp với 67 này, là tại bơm nhớt của nó rất là yếu đó, cho nên là xảy ra cái hiện tượng là nó hay dính máy lắm, chạy mà rô đai không kỹ là nó dính máy à. Thì anh em coi nha, thì bơm nhớt á thì cái đường cao của cái cánh quạt bơm nhớt của cúp đồ nó không có cao bằng cái bơm nhớt cái đời cao như rim quay quay alpha đồ đó. Thì cái bơm nhớt đó là cánh của cánh trượt nó cũng khác, mà rồi những cái gân ở trong cái lốc giữa bơm nhớt á, cái lốc mà bên bên nồi, lốc giữa bên nồi nè, nó cũng khác nữa, lốc mà có ruồi nhớt lên đầu bò đó. Thì mình gắn cái bơm nhớt rim quay vô đó thì nó có những cái điểm khác như thế này để cho anh em biết. Anh em gắn cái bánh bơm nhớt mà bên sinh cam mà nó kéo cái ti bơm nhớt á, thì cái bánh bơm nhớt nó giống như rim quay, nhưng mà cái bơm nhớt nó khác, bắt buộc mình phải chế một chút mới vô đó. Thì mình gắn bơm nhớt rim quay vô thì nó bơm mạnh thì nó sẽ bơm lên dên và nó túa lên bê tông với nồng đó, nó túa lên thì nó sẽ làm cho mát máy, và khi mà mình rô đai đồ á, là mình chạy đồ á, thì nó không có bị dính nồng, nó không có bị lấp bê máy. Anh em biết những chiếc 78 đồ chế bê tông rất là dài, Charlie 50 rồi bê tông nó dài, rồi nó nồng gan nó, thì khi anh em chạy á, thì anh em rô đai không kỹ, anh em đề ba anh em chạy thì hả, nó hay bị dính đó nè, nó bị dính máy, bị lấp bê máy, có nghĩa là nó bị bó máy. À, bó nồng bó máy có nghĩa là cái nồng nó bị hít vô nó nóng quá là nó có thể là xước bê tông, hậu quả xước bê tông xước nồng đó. Cho nên là người ta là có cái dự định là người ta sẽ lên, là có hai cái phương pháp lên, mà cái phương pháp mà rẻ tiền á thì người ta sẽ giữ cái lốc giữa à, hai phương pháp mình nói cho anh em hai cái phương pháp luôn để anh em làm. Thứ nhất á, là người ta sẽ giữ lại cái lốc giữa và người ta sẽ thay cái bơm nhớt rim quay vô. Muốn thay bơm nhớt rim quay là anh em phải đổi cái ti bơm nhớt mà nó dẫn từ cái bánh bơm nhớt bên sinh cam qua đó, cái ti đó, cái ti của thằng cúp với lại mà 67 đâu thì nó to đó. Rồi mình đổi cái ti bơm nhớt, rồi mình sẽ đổi cái bơm nhớt. Khi mình đổi bơm nhớt á là mình đổi hết cái ti, những cái argo bơm nhớt thì mình đổi hết, thì khi đó là cái thịt ở trong cái lốc giữa đó là cái đường, cái lỗ bơm nhớt của hai cái lốc nó sẽ khác nhau. Anh em muốn khoét chính xác á, anh em phải khoét cái lốc giữa ha. Có nhiều người là ta để ở trên xe luôn, thì người ta sẽ dùng là mũi vít dẹp vậy, người ta mài, bắt đầu người ta khoét từ từ, người ta làm dấu người ta khoét. Thì nói chung cũng rất là dễ, mình làm theo cái bơm nhớt mới thôi. Ví dụ bơm nhớt 67 là như thế này, cái thịt nó dày, nó không có lỗ ở trong, nó không có rộng,
thì mình đưa qua bơm vớt lim quay, thì mình sẽ làm một cái rập, một cái ron giống như cái bơm vớt lim quay á, bắt đầu mình mới ịnh vô bên phía bên cái lốc lốc của 67, thì mình sẽ lấy cái cây gì á, mình mài nhọn cây sắt hay cái căm xe cũng được, cái xăm xe á, thì mình sẽ vẽ theo cái đường đó ha, bút lông vậy, mình vẽ theo thì mình cứ khoan theo cái đường đó âm sâu vô, thì mình có mình ảnh minh họa cho anh em coi ha, đó thì sẽ ok. Thì lên bơm nhớt này là thì anh em chạy yên tâm hơn, đó là cách là giữ cái lốc zin đi bơm nhớt rim quay và ti bơm nhớt rim quay, thì nó sẽ bơm mạnh hơn, cái bơm đời cao nó sẽ bơm mạnh hơn đó anh em. Còn một cái phương pháp nữa làm cho 67 mình cũng đã từng làm rồi. Đó là mình lên 67 hay là cúp luôn cũng được, mình lên cái lốc bơm nhớt rời của các xe đời cao luôn, thì cái đó là nó hơi tốn tiền một chút. Còn lên cho 67 thì rất là dễ anh em, lên cho 67 dễ rồi, lên cho 67 thì nói chung là rất là dễ. Mình bỏ cái khâu chim ở trong cái nhông hú nhỏ ở trên cái nồi trước á, và mình sẽ đổi cái nhông bơm nhớt của hàng cái nhông mà nhông bơm nhớt của mấy xe đời cao vô, rất là dễ, nói chung là dễ đó. Mình đã từng làm rồi, rất là ok. Mà bơm nhớt rồi mà anh em chế do cúp với 67 là nó có loại riêng nha, mình không có chế mà bơm của mấy thằng quay quay hay là city mà dân lớn được, tại vì hả cái bơm nhớt rời của 67 thì nó ngắn hơn, còn nếu mà anh em gắn vô cái bề cao cái bề đứng của nó là nó thấp hơn, thì nếu mà anh em gắn 67 mà anh em gắn bơm nhớt của quay hay là city đồ mấy xe quay thái rồi đó đó, thì nó sẽ bị khi anh em cắt camera nó sẽ bị đụng vô cái bơm nhớt, nó bị đụng vô bơm nhớt rời 67 là khác nha anh em, cho cúp với 67 là nó khác với lại bơm nhớt rời rồi cái hình dạng nó khác nha. Bắt vô vẫn vừa vô lốc nhưng mà nó khác ở chỗ đó rồi, đó là những cái mà anh em cần lưu ý khi mà lên cái bơm nhớt rim quay hoặc là bơm nhớt rời cho những cái xe mà đời cũ nha. Rồi có thể anh em chỉnh cái ruồi nhớt cho nó to lên một chút, tại vì cái ruồi nhớt của 67 rồi hay là những chiếc 50 nó nhỏ hơn cái ruồi mà lên đầu bò. Rồi anh em cần lưu ý những cái đó nha, thì anh em làm bằng cái lốc rim quay thôi, cái ruồi nhớt á. Thì gần đây là có một cái những anh em trong hội Facebook á, là có hỏi người ta là xe ảnh là rim Việt, các anh này ở ngoài Bắc quá kêu bằng ở ngoài Bắc thì thường kêu là rem rem Việt, có nghĩa là super rim, ở trong Nam nào có kêu bằng rem Việt mà rem 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 Việt á, super rim. Thì ảnh mua cái lồng mà không biết ảnh mua lộn hay là ảnh có hỏi đố những anh em trong hội không, thì những anh em trong hội thì cũng nói là anh này dắt hỏi đố á, nhưng mà cái xe ảnh là rim nòng nhôm, thì cái nòng super rim mà cái đời nòng nhôm á thì nó xài là nòng dài giống quay alpha, nó cao hơn cái nòng rim mà nòng nòng gan rim thái rồi nó tới gần 3 ly á. Thì ảnh gắn vô cái bít tông nó lồi lên, anh nói bây giờ là xử lý như thế nào, có người thì kêu ảnh là thay không có đúng nòng rồi gắn đúng nòng của super rim quay alpha vô đó, rồi có người thì kêu ảnh là đi tém đầu bít tông đi ba bạc lỡ rồi tùm lum hết, nói chung ảnh mua lộn cái nòng á nè. Nhưng mà nếu mà mua lộn cái nòng đâu có gắn được cái đầu nòng, cái đầu thì cũng đâu vô đâu, mình gắn nó sẽ xì nhớt. Thì mình trả lời luôn với ảnh là cái đó nếu mà ảnh mà xài cái đầu mà xe ảnh là super rim luôn á, thì ảnh nên thay cái nòng lại đi, nòng nhôm super rim đàng hoàng, nếu không có nòng super rim thì có thể là đi nòng quay alpha thì nó cũng giống nhau thôi, máy cục máy nó cũng giống quay alpha, tại vì á cái đầu á cái nòng nó đi với cái đầu anh em, cái đầu của rim á là nắp tròn á, nắp nhông cam nhỏ là nó nhông cam 28, rim mà xài dạng mà rim mà nòng gan nhông 28, nhông ở dưới là 10 14, còn cái hệ mà của super rim mà đời sau mà xài đầu lồi đời sau, nói chung là đời sau mà nó xài cái cục máy nòng nhôm á là cái nhông cam nó là 32, nó là 16 32, còn kia là 10 10 14 28, nó khác nhau, cho nên là anh em gắn vô mà anh em gắn được á thì nó cũng xì nhớt, anh em xài 14 28 cũng được luôn, nhưng mà cái đầu với cái nòng á, nó khác nhau, những cái đường sớ ron rồi anh em gắn vô nó dễ xì nhớt lắm đó, cái đó là lưu ý nha. Thì nếu mà anh em xài như vậy á, nếu mà xài nòng đó đó
Thì tốt nhất á, cái câu hỏi cho anh này á, là đừng có xài ba bạc lỡ. Tại xài ba bạc lỡ là cái đó là cái bài độ rồi, mình phải canh cái dàn hơi rồi tấm bích tông rồi móc mắt bích tông rồi, là nó rất là mất zin mà nó là mau ra khói, nó mau xuống lắm, thì nó mau vũ cháy lắm đó. Thì tốt nhất là một là anh này nghĩ là có người ta kêu thai dên, tại xe người ta đang xe rim Việt, xe rim đó mà thai thai dên là cái gì anh em? Thai dên thì cái không lẽ bỏ cái đầu đi mua cái đầu nòng của thằng thằng loại nhông mà đầu nòng của nòng gan mà cái nhông 28 sao? À, cái đó tốt nhất là anh đó là đổi cái nòng khác, đổi cái nòng là do đó anh đó mua lộn thôi. Đó thì cái đó mình không nói nhiều. Còn nếu mà là trừ khi nào anh em anh đó là đang đi xe rim Thái đi mà anh mua cái dên qua Alpha. Đó, thí dụ đang rim Thái hay là rim mà City rồi đó là xài nhông 1428, mà lỡ mua cây dên mà quay alpha đó, lỡ mua cây dên alpha thì lúc đó là cái xe bích tông nó sẽ bị đẩy lên cao hơn 3 ly gì đó, thì lúc đó là mình sẽ mua một cái thớt chân nồng bằng nhôm. Bây giờ họ làm CNC một cái thớt chân nồng bằng nhôm rồi, mình chỉ cần kim ron ở giữa ở hai mặt bìa của thớt chân nồng đó thì mình sẽ được một cái hệ là đi là mình lúc đó là mình đi sinh cao nó sẽ khác này, ví dụ mình đang 84 có thể mình lên 86 đó 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 là thì lúc đó là cái hệ sinh cao nó sẽ khác đó anh em nghe không? Thì lúc đó là mình sẽ tính sinh cao mình đi lại, thì lúc đó cái nòng mình nó mình khỏi cần mà hạ máy để thay tay dên rim vô, lúc đó tay quay alpha thì nó dài hơn thì mình sẽ làm một cái thớt nhôm. Thì có nhiều anh em làm như vậy thì nó cũng hay mà nó không xì nhớt đó. Thì đó là những cái mà anh em cần lưu ý, thì qua đây mình cũng trả lời những cái phương pháp để mà có anh em nào mà gặp cái trường hợp như vậy thì anh em làm. Thì cái thớt nhôm này thì không biết ở đâu chứ ở Sài Gòn thì nó bán rất là nhiều, thớt cỡ nào cũng có hết rồi. Rồi xin chào anh em nha.